cũng phải tỏ hết ra rồi. Trời ơi, ông kêu phải uống luôn. Kêu bạn rồi làm tiếng cái gì? Bệnh án của ông đó. Có nghĩa là ông vẫn uống thuốc đúng không? Nhưng mà ông chết là ông phải uống thuốc mà. Nó nói thuốc có hại kìa. Trời mày nói tầm bậy. Tao nói cho mày không phải. Thôi con á, không có ngửi quen mấy cái. Đắng quá vậy. Xin thêm miếng đường. Cho miếng đường đi chú ơi. Thôi, nay đường lên giá mày đặt xin thêm nữa, ráng uống đi. Trời, bác cà phê mà khó chịu quá vậy. Mày thấy cà phê tao đâu có lên giá đâu, mày đòi hỏi quá. Thôi được rồi mày ơi. Uống nào thuốc không cho ngồi yên vậy? Thuốc chứ, cà phê phải có thuốc. Ừ, phải kêu chứ. Trời ơi, cho thuốc đi. Trời, khó khăn quá. Khó khăn quá. Bữa nay biết cái gì sao khó quá. Làm gì vậy chú, làm gì vậy? Bán thuốc. Trời, bán thuốc. Trời ơi, mày thông cảm đi, mày thấy quán tao là cái quán cà phê không khói, hiểu không? Không khói bán thuốc làm chi? Thì bán này bán thêm, rồi ra mi lén lén lúc lúc nè. Thấy không? Bán thuốc, thuốc mà làm như quốc cấm vậy ông nội. Giờ mày hút phải không? Hút. Nó nói hoài. Đây bỏ xuống đây. Từ từ, không có đâu. Hút mấy điếu. Không lẽ mày hút một lúc 20 điếu hả? Thì bỏ ra đây tao hút nhiêu tao trả tiền nhiêu. Không, bỏ ra đi. Tao bán từ điếu à. Trời đất ơi. Trời đất. Cho 1 điếu đi. Bán thuốc mà rình kìa. Thuốc. Sao nghe. Ồ, nó khó khăn quá vậy. Trời, móc ra còn nửa điếu đi. Trời ơi, xin lỗi mày à, móc 1 điếu sao tao bán. Xong được quẹt. Vậy thì sao tính? Ủa, tụi bay hút thuốc làm chi mà không có một quẹt. Lát tao tính thêm tiền lửa nữa đó. Bỏ đây cho tao dễ tính. Thôi thôi thôi. Bỏ đây hao ra sao tụi bay buồn buồn bay lấy tụi bay đốt chơi thì sao. Rồi, hút đi. Hồ bán thuốc mà căng quá vậy. Thuốc không biết bữa nay ngon không ha? Ngộ rồi ta. Trời ơi, bán thuốc mà hỏi thuốc ngon hay không? Trời ơi, không biết gì trơn. Thèm lắm phải không? Không phải. Tại vì có bữa thuốc ngon, bữa thuốc nó không ngon. À, không, thuốc này cũng y vậy hả? Vậy hả? Thèm không? Làm ngao đi. Thôi, làm gì thèm. Vậy là coi thường, mày coi thường tao hả? Trời. Lỗi mà, ba cái thuốc này tao hút bao nhiêu năm rồi. Hút mốt mỏ luôn rồi, giờ tao bỏ rồi. Ba cái này ăn thua gì? Vậy vậy ta? Giờ làm sao hút miếng đi. Mày ép nha. Hút đi chú, hút đi. Mày ép chứ. Thật không? Dạ. Cái này hút đi. Hút phung phí à. Hút gì đâu, nhiêu đó mà đầu dụng dụng vậy. Hút là tiết kiệm, bây giờ làm ăn khó khăn. Hút thuốc bao nhiêu đó, dục nó đòi dùng thuốc rồi bà. Hút vừa đặc kỳ cục. Chú phải tính hút ké à ta hả? Mày ké gì? Ghe nguyên tủ kìa, lại lấy mà hút cho đã. Không phải, đâu có ké gì đâu. Hút đi rồi chết. Mỏ, nói gì? Cái gì? Ông ơi, me không có cái hay ké người ta lắm mà, coi chừng tôi á nha. Ai hút hút, ông không được hút, tôi cấm ông hút thuốc. Nhớ chưa? Ôi biết rồi. Coi chừng nhà, coi chừng quán á, tôi đi mua ít giấy á. Rồi đi giấy đi. Phan, thím tám. Con hỏi này cái thím tám. Trời đi đi hỏi gì nữa. Không thắc mắc phải hỏi chứ, tại sao mà thím bán thuốc mà sao cấm chồng thuốc lần sau? À, vậy là tôi bỏ thuốc luôn ha. Đâu có cấm mà nào. Cấm là cấm ổng thôi, bởi vì nè bây nhìn nè đó không, thấy tướng mang tá đạo mạo đẹp trai không? Trời ơi, được có cái vàng đồng thôi ông nội ơi, chồng nó rượu hết rồi, bệnh rề rề hoài. Không phải làm như tôi xe hơi vậy. Ổng là sống chừng 2-3 năm nữa là ngủm củ tỏi rồi cho nên là không có được hút thuốc, hiểu không? Có bệnh tội nghiệp lắm. Trời ơi, bay khỏe ru à, bay hút hết cái tủ thuốc luôn cũng không chết nữa. Trâu giật bay còn không chết rồi, ổng vậy chứ sống có 2-3 năm nữa là không chết. Có tay gì ông ấy nha. Có chừng tôi ở nhà nha, thuốc tôi đếm hết rồi đó, mất điếu nào là tôi hớt mỏ ông đó. Mà quá quá gì, tôi đi, tôi về liền á. Đi bà không đi cẩn thận nha, tôi còn mình bà đó. Thôi sờ giờ thấy ớn luôn vậy đó, tưởng sao nói cho đã vô cuối cùng cũng sờ giờ. Dám. Đúng mà bó tay. Dám sờ vợ đâu mày lầm chết á. Còn gì nữa, sợ tốn tiền thì có. Sợ tốn tiền kêu cái mà quá kêu, sợ vợ kêu cái mà quá kêu, sợ vợ quá kêu ông tám, sợ vợ quá trời tuốt không dám đụng, để nhìn thèm chơi quanh qua quấn lại người hèn thấy sợ trong thiệt là buồn. Làm sao y a dám làm cái mặt hèn ghê, làm sao y a dám làm mất mặt đàn ông ghê. Thôi ngon vậy làm gì sợ vợ chứ, lỗi bây giờ làm gì sợ vợ. Rồi làm gì mắc mớ phải sợ. Trời, tao cũng ghét ông thèm hút thôi. Làm phải sợ. Không sợ thì hút thử đi. Tại sao ông thích hút? Làm gì phải sợ đúng không? Không thích hút mà là sợ tốn tiền. Gì tốn tiền?
tại vì tốn tiền. Tại tao không muốn hút thôi, chứ còn tao thích tao làm gì làm. Tao sao dám nói gì tao. Vậy hả? À. Ồ, dữ. Muốn hút vậy? Hút người ta hút thôi. Lấy hút đi. Lấy hút đi. Không quẹt hết ra rồi. Tôi có nè. Ờ nó quẹt ra đi. Có quẹt hả? Ừ. Thì tao lấy thuốc. Lấy đi chú. Làm thử đi coi chơi coi. Làm dữ. Nam Nhi mà phải hút thuốc chứ. Ôi lẹ đi chú ơi. Hút thuốc mà làm gì ghê vậy? Tụi tôi quậy. Bí mật dữ. Quán tao là quán cà phê không khói. Rồi hút đi. Hút thì hút chứ. Đưa về đâu? Quẹt chú đâu? Không quẹt tao hết ra rồi. Trời ơi. Không kèo cái ốm luôn. Kêu. Nè. Trời. Lẹ đi. Cái lỗi mày. Lạng sao? Coi tao hút nè. Hút đi. Ồ coi kìa. Ồ, mày vô. Mày vô. Hết ra chơi vậy đó. Rồi vô đi. Mau đi. Mau vô. Mau. Thím Tám mới về, Thím Tám. À, không có, bán tôi bán. Sợ vợ. Vậy tao sợ vợ. Nhiều phải nha mày. Chọc quê cho hai quỷ. Mày bán điếu. Mày mốt đi, mày mốt, mày có vợ đi, mày biết thế nào là hai chữ sờ nựng sợ. Con có rồi, thằng này chưa có nè. Ờ, bán điếu đi chú ơi, bán điếu nữa đi. Nữa hả? Nữa đi. Hai điếu rồi đó nha. Sao đâu mà. Về mặt hình sự quá vậy. Công nhận. Cà phê có thuốc lá mới đã. Để tôi cất cả. Rồi. Ê. Hả? Thơm ha. Thơm. Hút thơm ha. Quá thơm luôn. Hút đi. Thôi không hút rồi. Nhau đi, bả chưa về làm nhau đi. Thôi, tao không hút. Hút đi chú. Thôi, tụi bay hút đi. Hửi không à. Cái này tao gọi là hửi khói nè. Tao hửi khói được rồi, tụi bay cứ nhả khói đi. Ê mày, này xong hút cho tao hửi khói mày. Từ từ. Mày làm miếng đi. Thôi, tao thích hửi khói à. Đi vòng vòng. Vậy mà nó ngon hơn mình hút không? Ê, kéo nữa mày, kéo mạnh lên. Từ từ thôi, hai đứa cho tao không hết kịp. Ngon quá, tôi ngon quá. Gì vậy? Dạ, con ly nước. Ôi chơi chồng. Chờ chút. Hai. Chồng. Dạ. Qua đây ngồi chơi cho vui. Dạ thôi, cảm ơn, con ngồi đây được rồi. Qua bên này ngồi đi. Dạ, dạ. Cái thằng ỷ học đại học thì dược là xa lánh mọi người đúng không? Ừ. Dạ, làm gì vậy? Dạ không phải. Rồi con á, không có ngửi quen mấy cái mùi thuốc này á, khó chịu lắm. Có gì đâu. Hả? Có gì đâu mà hưởng được. Trời ơi, thuốc lá này vô nó ngợp lắm. Hửi thiết nó quen à. Ồ quen cái gì, thuốc lá này có hại cho sức khỏe mà. Hại gì mày hút đi từ từ nó quen. Ồ, nhưng mà có hại sức khỏe. Mày làm gì có hại? Trời ơi, chúng biết tác hại của thuốc lá này rất là nhiều nghe chưa. Mày chưa làm gì? Hết bà ông này nói rồi giờ tới mày nói. Xà lơ. Làm gì có này, vụ cái gì hại sức khỏe là sao mà nói tao nghe. Đi chú không biết hả, coi như là nhiều người hút thuốc lá nè, nó ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch rồi hả, họ chết sớm luôn á. Trời ơi. Sao chết sớm? Trời có nhiều cái vụ lắm mà chú không biết hả. Vụ gì? Cái gì? Mày tháo ra mày nói chuyện coi. Ừ. Mày làm thấy ghê quá. Nè, cà phê nè. Cảm ơn chú. Trời mày làm gì thấy ghê vậy chồng? Dạ. Mình gỡ rồi, có mày làm cái gì vậy? Không được, trời ơi, mình người ta hút thuốc mà mình cứ hửi là mình mày bị bệnh đi. Ấy. Tao hút hết rồi, tao có máy hút khói rồi. Rồi, gỡ đi. Tao hút hết khói rồi. Rồi, vậy mày uống được hả? Mệt ghê vậy. Tao nói mày nghe. Dạ. Làm đàn ông là phải biết những cái thứ mà của đàn ông. Đúng không? Đúng. Đúng. Đàn ông là phải biết là hút thuốc nè. Rượu bia nè. Rồi còn gái gú nữa. Trời ơi hay quá ha. Trời ơi gái gú nè. Trời ơi Tám ơi. Ê. Hả? Tao nói gì thôi, tao nói chơi cho vui thôi. Ý tao nói là mình đàn ông là phải mạnh mẽ lên, phải biết hút thuốc. Hiểu không? Ơi con hút thuốc con thấy có cái gì đâu mà mấy chú hút nó ngon lành gì đâu. Hút nhiều chỉ có hại bản thân mình thôi, hại sức khỏe của mình thôi. Sao hại tao hút đây có hại đâu. Trời ơi chú không biết thuốc lá này có hại đó. Mấy chú vừa hỏi thằng con cái điếu thuốc thì còn nói mấy chú nghe cái tác hại của thuốc lá đó. Bỏ đi quay bỏ cái đó đoán hả? Rồi ghê quá. Rồi dục đi. Sao hại quá đây. Rồi sao mày bỏ đi. Trời ơi mấy chú không biết hả? Đó mấy chú nhìn trên cái bao thuốc lá, có cái bao thuốc lá không? Đây. Đó mấy chú nhìn cái bao thuốc lá coi. Đó có thấy không chữ gì không? Thấy 10 điếu. Không phải, 10 điếu cái gì? Con gói có 10 điếu mày ơi. Không, ý không phải nói là trên bao thuốc lá nó có cái dòng chữ gì biết không? Nó nhìn đi. Hai à. Có hai sức khỏe đúng không? Hút thuốc lá có 7 2 2. Hại sức khỏe 2 2. Trời.
con nói mấy chú nghe nè, thấy không? Sao? Coi như nó có ba cái điều lợi luôn, mấy chú lời, biết á. Lời sao nghe không? Thứ nhất là trẻ mãi không già. Được, cái sao hút nữa? Phải không? Phải. Cái thứ hai là còn dữ hơn nữa là coi như ở trong nhà không bao giờ sợ mất trộm. Phải quá. Cái lợi thứ ba mới đã nè, coi như là mình sống có một cuộc sống rất là thoải mái. Hay quá. Ủa sao hút thuốc lá mà lợi vậy mà không chịu hút? Giải thích coi. Nghe nè, thứ nhất là cái coi như tại sao mà trẻ mãi không già. Tại sao? Lúc mà mấy chú hút vô á, cái khói thuốc á nó phá banh lục phủ ngũ tạng mấy chú luôn. Bệnh ra chưa tới già mà chết rồi. Ta gọi là chết yếu á, chết non á. Trẻ mãi không già đó. Rồi thứ hai á. Lúc mà trong nhà ngủ mà cứ ho ho sụ sụ vậy đó, sủa đó. Đó ừ, ăn trộm đi ngang qua đó. Đi ngang qua cái tưởng là mình còn thức đâu dám vô trộm đâu, nên mình an toàn không bao giờ mất cắp thế chó đâu. Sủa thôi, sủa. Lợi thứ ba nè đó, tại sao mà coi như là hút thuốc vô là nó sinh rất là nhiều bệnh, mà đặc biệt là cái bệnh mà thường gặp nhất á là bệnh vô sinh. Vô sinh là không có đẻ được á, hiểu không? Không có sinh đẻ được thì dân cư mà nó sẽ ít đi, xong rồi dân số nó giảm đi. Đó, thế là mình có một cuộc sống rất thoải mái. Không có chen chúc giống như bây giờ. Thằng chi mà thì cái nãy giờ cái nói câu đầu nghe được, câu sau nghe tào lao rồi đó. Biện minh cho nó không biết hút thuốc đó. Không phải là cái chuyện hút thuốc không hay đâu, con nói thật sự là tác hại của thuốc lá rất là nhiều, mấy chú đừng có hút nữa. Tao hút là nó giờ đâu có bị gì đâu. Không bị gì, môi thâm kìa, mắt vàng khè kìa. Tao uống cà phê rồi thâm đâu thâm. Đúng rồi. Hồi xưa nhớ chú trắng đó, bây giờ chú hút, bây giờ chú như là hắt. Trời ơi, nói gì đâu không. Nhìn ở ngoài đó, nhìn ở ngoài chứ trong nát bét hết rồi. Bỉ tầm mã không. Thì có con nói nhiều tác hại khác. Con xin nói cho bà con hãy bỏ thuốc từ nay. Vì sao? Đời mình khổ cực nay được hưởng thụ, sao lại bỏ thuốc đi mày? Vậy thì đi chết cho rồi. Nhưng em vẫn khuyên bà con không hút thuốc thì sao? Vì sao? Vì thuốc này sẽ làm chúng ta mang bệnh cả đời, rồi sẽ hết hơi giờ. Này nói chuyện mắc hơi cười, cái gì tự nhiên hết hơi, làm hút thuốc hết hơi mày. Không phải hả, giờ chú hút vô và chú cái hơi thở chú bị tắt. Rồi chú chết rồi chú vô hòm là hết hơi. Nói chuyện thấy ghê quá mày ơi. Nói chuyện ghê. Đúng con nói thiệt mà. Coi như là thuốc lá nó có hại nhiều lắm, nó làm cho ảnh hưởng sức khỏe mình. Nó nói thuốc có hại kìa. Trời mày nói tầm bậy. Tao nói cho mày nghe một câu nè. Bà nội tao 65 tuổi hút thuốc biết bao nhiêu năm, mà bà có chết vì bệnh thuốc đâu. Chết vì bệnh tim. Hút bao lâu? 65 tuổi mà hút bao lâu? Ai biết bà. Chắc hút cũng lâu á, nhưng mà không phải chết vì thuốc lá, chết vì bệnh tim. Đúng rồi. Nè con nói là thuốc lá, cái bệnh tim là do nguyên nhân từ thuốc lá. Sao nguyên nhân thuốc lá? Hút vô nó làm cho tim mạch mình nó yếu đi. Yếu. Đó cho mình chết đáng. Nếu mà không hút thuốc con nghĩ là chắc bà của chú chắc còn sống lâu á, khoảng trăm mấy á. Sao phải không mày? Nói tao không tin đây nè, tao dẫn chứng cho mày nghe. Cái ông ở sớm tao nè, ổng 69 tuổi, ổng chết đâu phải vì thuốc lá đâu. Chuẩn bị gì? Đụng xe. Không, gì, tự nhiên sao mà bị đụng xe? Có nghĩa là ổng vẫn hút thuốc đúng không? Nhưng mà ổng chết là không phải vì hút thuốc mà vì đụng xe chứ. Ủa sao ông bị đụng xe ông chết nè? Gì đâu, ổng đang chạy xe. Ổng ghiền thuốc quá, ổng ngừng lại, ổng mồi điếu thuốc ổng hút. Xe tải thì sao chạy tới thắng đâu có kịp. Rồi đạp cái âm ổng đi luôn. Cũng đáng lẽ ông đừng có mồi thuốc, ông còn sống nữa đó. Đó cái đó là con nói cũng do thuốc lá ra. Mà cái vấn đề là con thiệt cái hút thuốc lá ra thì cái văn minh của mình không có, mất lịch sự lắm. Cái hút thuốc đã hút cái xong phà vô mặt người ta, hút cái phà vô mặt người ta, cái đó là không có văn minh. Nó nói chuyện nãy giờ nó nói gì hút thuốc không à, nó trù mình chết không à. Phải mà con nói thật đó. Nói đừng có hút nữa chú ơi, con nói thiệt với mấy chú, tác hại của cái thuốc lá nó nhiều lắm nha. Chưa kể tới nhiều, con nghe có nhiều cái vụ là coi như là tán gia bại sản vì thuốc lá luôn. Quá đáng không? Nói gì tán gia bại sản vì thuốc lá? Không, cái này nó nói đúng, tao xác nhận nó nói đúng. Đúng không? Bữa nghe chú nó nói nè. Bà ngoại tao nè, cũng tán gia bại sản vì hút thuốc lá. Sao vậy? Kể nghe đi, kể. Không tin phải không? Tại vì bữa đó ba ngồi, đang ngồi trong nguyên một cái kho xưởng đó. Thưởng bả bự lắm, rộng lắm các mày. Chứa toàn là ba cái gì đó, đồ cao su với mũ với giải giống coi như bả giống như hàng tồn kho, nhưng mà một chất nguyên kho nè, cứ để xe lợi lấy mỗi lần chở biết bao nhiêu là xe tải, bao nhiêu container chở đi. Ba ngồi ba hút thuốc, ba nghe ngoại ba hút thuốc, vừa hút xong cái ba mua anh ba dụi tàn thuốc làm cái phùm trái điều hết. Ra qua bữa sau tao thấy bả ngồi ở cầu Sài Gòn mà có cái nón.
mà đi ăn mày hiểu không? Nhưng mà cái đó là phải do hút thuốc đâu. Bị tai nạn, là tai nạn thôi. Bà hút thuốc đó cũng do thuốc gây ra đó. Vì cái ý thức hút thuốc không có vừa đúng nơi đúng chỗ. Cái hút cái xong thành thói quen cái gạt. Mà nhiều người còn bỏ vô thùng rác nữa nè. Rồi xong mà vướng vô giải dốc, rồi vướng vô những cái đồ dễ cháy. Rất là nguy hiểm. Đúng rồi, đúng rồi. Thiệt tốt nhất là đừng có hút nữa mấy chú, nó có hay gì đâu, nó ảnh hưởng sức khỏe mà hút làm cái gì. Đúng rồi, bỏ đi, tụi bay bỏ thuốc đi. Nhưng mà lâu lâu hút điếu thôi, lợi tao mua tao bán cho nha. Trời ơi, chú này tiếp tay chi nó thiệt á. Con cái đó mấy cái điều mà con nói với chú, thật sự là đó con đi học con biết mà. Đó, nó ảnh hưởng sức khỏe chú lắm á. Ê, nãy giờ tao mệt lắm rồi nha. Tao hút thuốc mà mày nói chuyện gì đâu mà thấy xui xẻo không? Bây giờ tao không nghe chuyện tàu lao nữa, bây giờ mày biến đi. Mày đi một xíu để hồi xíu là có án mạng xảy ra đó. Chút xíu nữa là mày có tin là mày thành sát thủ đầu quân mũ không mày? Đúng rồi đó. Trời ơi. Tao hút thuốc mà mày nói vô rồi chết chóc rồi bệnh gan bệnh phổi. Mày đi không? Không, không đủ đó. Tao kêu mày đi cho khác. Không phải mà cũng nói thật mà, hút thuốc là có hại sức khỏe đâu. Mà mình hút không phải là ảnh hưởng mình đâu, phải không? Còn ảnh hưởng những người xung quanh, ảnh hưởng con cái chú, là ảnh hưởng tới ba má chú nè. Nhiều khi gia đình, nhiều khi mình hút một mình chết không sao, mình hút mà để mọi người vậy họ bị bệnh họ chết, tự nhiên người ta gọi là gia đình bị chết chùm á. Này nè, má nó đẻ ra cái miệng ra chút nè, nó nhiều chuyện mà nó dai vô đĩa. Ê, xin lỗi mày nha mày, tao hút thuốc mấy chục năm nè, tao hút ở nhà tao nè, con tao nè, vợ tao đang mang bầu nè, chuẩn bị đẻ nè, tao hút có sao đâu. Nói vậy không? Tao nè, gia đình tao, ba má tao nè, tao hút có bình thường có sao đâu. Không biết rồi, mấy chú hút mà mới nhưng mà những người hết nha mà sẽ bị ảnh hưởng. Ê, tao chịu mày nha mày. Tao đi cho mày đi không? Được cái gì mấy chú? Thôi mày về. Mày biết không tao? Mày về tao đi. Qua quán khác ngủ đi. Dạ dạ. Bực bội nha. Qua quán khác ngủ. Thôi mày đưa ly đây, mày lấy đi, mày lấy ly đó mày. Không, con trả tiền chú nha. Trả tiền thôi, rồi nha. Mượn đi lát bữa nào trả tiền luôn. Dạ dạ, con xin phép. Nhưng mà con nói thiệt á, hút này là dễ chết người lắm mà bệnh tật. Nữa hả? Gì sao? Gì sao là gì sao? Dạ, dạ thôi con đi, con mày đi, con đi. Tụi bay rảnh quá. Gì sao, gì sao gì? Con giận đó, con quế đó kìa. Thì biết rồi, nói cho nó đi được rồi, nhưng mà nó nói cũng đúng đó. Đúng mày gì? Bỏ thuốc đi, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mày thấy tao không? Tao cũng bỏ nè. Mày nhớ mốt có hút, lâu lâu hút điếu cho tao. Vậy vậy vậy? À không có. Mới hút điếu đó hả? Không phải, tôi la tụi nó nè, tụi bay hút bỏ thuốc đi nha. Rồi đặt hút, rồi đặt hút ké rồi nữa. Tao còn không hút thuốc mà ké gì. Ông hay quá ha, là... hay là nãy giờ tôi đi rồi ké tan hết ngao rồi. Mày ké đâu bà, không biết con bậy bà. Ai hút thì hút, ông không có được hút, ông hút là ông chết. Rồi, nghe chưa? Rồi, không hút. Mệt rồi, tụi bay cái gì hút đi, hút thoải mái đi. Còn điếu rồi. Dạ, bán cho nó đi. Đúng rồi hả? Bán cho nó hết gói đi, trời ơi, có gì thiếu ghi chứ có gì đâu nè, hút đi, hút cho đã đi. Bây giờ không ấy nè. Thì đó, không có tiền cứ hút thoải mái tao ghi ha. Nhắc nhắc mới nhớ, mày thiếu tao 5 cây nha mày. Trời ơi. Mày hút thuốc lá mà mày thiếu 5 cây vàng hả? Đâu có đâu. Ý chứ 5 cái gì? 5 cái đầu mày. 5 cây thuốc. Trời, mày thiếu 5 cây thuốc. Đâu có đâu. Ôi hay quá à. Ôi mấy chú tập văn nghệ vui quá. Mà mấy tiết mục này con thấy rất là lạ nha. Tiết mục này hình như là khẩu thuật phong chú. Trời, tiết mục này làm khó lắm. Thì con làm không được ha. Mà cái này người ta nói là cái này là tiết mục này là phải nói là quái kiệt nè, tiết mục quái kiệt đúng không? Mày, tao nói ấy mày kìa. Mày bởi vậy muốn la muốn chửi nó thì bớt kho đi rồi hả chửi. Mày dở mày để tao. Mày tao sao mấy chú nói năng bị cực quá vậy? Ho quá à. Mệt tụi bay quá. Muốn chửi muốn la gì ho cho đã đi. Hãy la, vừa ho vừa la cho nó nghe. Để tao. Đó, ủa đã bắt đầu chửi nè. Trời ơi. Mấy chú ơi, mấy chú sao ho hết trơn vậy? Con nói cho chú biết, chắc là sức bệnh to. Chú đang cứ ho hoài mà kéo dài như vậy. Coi có ngày ung thư, nhẹ cũng là viêm phế quản. Trời
Trời ơi, với quả người là sao? Thì con hát vậy phải quang để cho nó đúng cái nhịp đó mà. Mệt nữa à. Đó, đi phải quảng đó. Trời ơi, thì cứ em con nói mấy chú rồi nhiều lần cứ hút thuốc vậy hoài nó ảnh hưởng sức khỏe. Nè, chú thấy người sao? Thấy được đau cổ. Đóng không? Đờm nó đóng nhiều đúng không? Nói ra nó bị gắt cái cổ đúng không? Còn chú sao thấy người mệt uể oải đúng không? Nặng nặng là như là nặng. Viêm họng hay sao á. Đúng rồi, ho khan ho nhiều lần đúng không? Nó mặt xanh lè xanh lét, còn chú nè cũng vậy nè. Hút thuốc thuốc xanh lè nè. Nè bây giờ ngồi nè. Đó. Nha. Nè thấy người không ai là uống thuốc nè, nha. Thuốc nè. Gì vậy? Đó. Uống vô. Rồi, chú uống vô nè. Thuốc gì có đè vô cắn người ta không? Đi im lặng nghe lời đi, uống thuốc vô ngoan nè. Nè chú nè, uống thuốc vô. Rồi. Đó, uống vô, nuốt vô, từ từ nuốt vô. Rồi, thả lỏng ra nuốt vô chưa? Rồi, xuống chưa? Rồi. Đó, khỏe, thấy người sao? Ờ, hít thở đi nha. Ờ. Đó, vậy không? Thấy ngoan không? Uống đi, uống vô. Làm nốt. Lạ quá. Ủa sao chú không uống? Con tụi bay cũng rảnh rồi, tự nhiên nghe lời nó à. Nó kêu con uống chỉ bệnh. Chỉ gì? Hơi sức đâu nghe nó. Nó bị khùng mà nghe. Nó đâu biết cái gì mà nói như ông thầy. Tao nhớ mày rồi nghe. Coi chừng tao bẻ răng à. Chú nói sao con đi học con biết mà. Ở nhà chú có ai bị ho không? Có, ba mẹ tao bị ho. Đó, ba mẹ chú ảnh hưởng. Nhà chú có ai bị ho? Vợ tao. Đó. Con bé này nó ho quá không biết. Đó đó, mà nha, còn nguy hiểm nha. Vợ chú đang có bầu đúng không? Ờ, đúng rồi. Đó. Vợ chú ảnh hưởng mà con ở trong bụng cũng là ảnh hưởng luôn. Nhiều khi là sinh non không chừng luôn đó nha, chứ đừng có giỡn chơi. Ghê mày. Thiệt. Khoa học chứng minh vậy nha chứ không phải là con nói đâu. Thiệt không? Thiệt. Chết cha. Con vợ tôi đang mang bầu. Bây giờ tao hút chỗ này mấy lại nó ho dữ lắm. Ho. Chứ chắc tao bỏ thuốc quá. Trời ơi, chú bỏ đi là vừa rồi đó. Được rồi. Cháu mình đẻ được nghe được. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời đẻ đẻ hả? Vợ tôi mới mang bầu 6 tháng rồi bị chung sớm vậy. Chắc nhiều khi sinh non á. Đẻ non á. Sinh non á hả? Ừ. Mà chạy ra coi. Trời ơi, con vợ tôi sinh non, trời ơi, chứ mới 6 tháng mà sinh non. Tôi về tôi đi từ Vũ mới được. Ê, à, đi từ Vũ chi vậy? Vợ đẻ từ Vũ. Đâu có, chị chưa đẻ, chị đang ở nhà mà. Giờ anh về nhà đưa chị vô từ Vũ. Trời ơi, tôi rối quá trời, bà đất. Vợ nằm ở nhà hả? Ừ, trời ơi. Giờ tôi phải về. Trời ơi, vợ ơi, chào anh, tôi khoan đẻ vợ ơi. Chào anh vô coi, coi phụ ảnh đi. Đi về có ba má tôi luôn, đã tôi đi về đó. Thiệt tình đó, khó thuốc làm người ta mới. Chết rồi, chết rồi. Tao có bị gì hết. Cái gì vậy? Trời làm hết hồn mà. Chết rồi, đập đi. Cái gì? Tình trạng của ông đó, bác sĩ mới đưa nè. Nè, dở ra coi. Đó, coi cái phổi kìa. Trời ơi, lủng lỗ như cái rổ vậy đó. Chết rồi không? Cái gì vậy? Ông bị nặng lắm rồi, con ơi. Con bác sĩ coi giùm đi con. Trời đất. Trời ơi. Trời ơi. Chú Tám. Đó. Cái phổi chú mà sao nhìn con thấy giống như là ổ kiến. Nó cắn từng lỗ vậy đó. Nặng lắm. Trời rồi ơi, con. Nặng lắm rồi, thế con nói sao, là con? Cái này hút thuốc lá làm chi? Con nói hút thuốc lá làm hút chi? Hút hồi nào? Nó hút hồi nào? Tao hửi khói không với bộ. Trời ơi, hửi. Hửi còn độc hơn là hút đúng, nữa. Đúng, đúng rồi, hửi còn độc hơn nha. Con nói chú nghe, khoa học người ta nói ha, người hút thuốc á bị một thôi, nhưng mà người ngửi cái mùi thuốc lá đó là bị nhiều hơn vậy nữa. Coi đẹp coi à. 1, 2, 3, 4 à. Cái này 10 nè. 10 lỗ này chắc là cái này hút ké mà bác biết hút như hút thuốc lá ké, người ta gọi là hút thuốc lá làm sao không? Sao? Là sao? Hút thuốc lá thụ động đó. Thụ động là sao? Nó cũng là hút đó, tức là mình ngồi mình cũng hửi người ta chủ động, người ta cầm điếu thuốc người ta phập. Còn chú là ngồi xa đó, hít vô cái đường mũi là cũng phải hửi lắm, phải hửi lắm. Mà theo cái này nè, theo cái này thì con coi nè, hút cái này là để con suy đoán coi, lỗ vậy là cũng chắc cũng ngày ngửi khoảng cỡ 10 điếu á. Rồi xong có thêm nữa nè, mấy cái lỗ này nữa là chắc là hút. Cái này là chủ động hút chứ không phải hồi nãy là ngửa thôi. Còn chủ động hút là 10 điếu. Trời ơi, tôi sao tôi cắm rồi mà con hút. Rồi vậy vậy chi là coi như một ngày chứ đó là đưa vô lá phổi của mình cũng cỡ 20 điếu thuốc lá. Trời ơi, một gói rồi chịu dạ. Cái nổi hả ông? Trời ơi, cái này 20 điếu thuốc lá, cái này con nói. Bây giờ sao hả con? Không, yên tâm đi, cái này mới có lủng 10 lỗ thôi mà đâu. Trời sao. Trời ơi, đợi lủng hết là ông vô hòm rồi. Nè, bây giờ con nói nè, bây giờ chú nha. Thôi ráng đi nha, bỏ thuốc lá đi, đừng có hút thuốc lá nữa. Còn bây giờ nè, đó tình trạng sức khỏe giờ không tốt. Giờ thím á, đưa chú đi lên bệnh viện đi. Trời còn ơi. Nếu mà thím không đưa chú lên bệnh viện thì con nghĩ là phải chuyển chỗ khác đi. Đi đâu? Ra nghĩa địa. Chuyển chứ không thôi là chết á. Trời chết ơi! Tôi đã nói biết bao lâu, nhắc nhở mỗi ngày sao ông cứ cãi. Nhưng mà la ông giận không nghe, để rồi giờ này sắp ngập
ơi bà ơi. Ôi biết sao bây giờ tiền mất còn tận mang. Rồi bây giờ sao chú? Giờ chú đi bệnh viện hay là chú muốn chuyển đi chỗ khác? Chỗ nào? Nghĩa địa. Thôi thôi, cho tôi đi bệnh viện đi. Vẫn còn rung vì tôi đây đã quá ham kiếm tiền. Tôi biết nên từ nay cũng bái bai.